Kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang và đơn vị chủ quản đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã bắt đầu cho xe ô tô lưu thông hai chiều nhằm phục vụ người dân Tết Nhâm Dần năm 2022. Tuy nhiên, nhiều tài xế đã lúng túng phải dừng lại hỏi đường khi vào đường cao tốc. Nguyên nhân được xác định do tài xế đọc không hiểu được biển báo. Ở nút giao Thân Cửu Nghĩa giữa đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có rất nhiều phương tiện lưu thông sai hướng, dừng lại hỏi lực lượng điều tiết, sau đó lùi xe để lưu thông tiếp. Nhiều tài xế không nhìn biển báo nên khi đến ngã rẽ ra quốc lộ 1 và thành phố Mỹ Tho, hướng còn lại vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì lúng túng dừng xe hỏi làm ùn tắc giao thông. Một cảnh sát giao thông điều tiết tại nút giao Thân Cửu Nghĩa cho biết, ban đầu do biển báo chưa rõ và thiếu nên nhiều tài xế lúng túng hướng đi. Sau đó đơn vị chủ quản đã cho thay biển báo và lắp đặt thêm nhiều biển báo trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chuẩn bị vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì số lượng tài xế dừng xe hỏi hướng đi có giảm. Tuy nhiên, có rất nhiều tài xế không đọc biển báo mà cứ dừng xe hỏi đường gây ùn tắc giao thông và dễ xảy ra tai nạn ngay nút giao này. Ngoài ra, lực lượng điều tiết phải căng mình điều tiết xe đầu kéo, xe bồn, xe quá khổ ra hướng quốc lộ 1 vì đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chưa cho các loại xe này lưu thông vào. Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, vào chiều ngày 25 và sáng ngày 26 tháng 1, khi các phương tiện lưu thông gần hết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương muốn rẽ vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tài xế cần chú ý quan sát biển báo trên giá Long Môn và ven đường, sau đó cho xe đi thẳng nếu về Mỹ Thuận, còn xe nào muốn ra quốc lộ 1 về Mỹ Tho và Bến Tre thì rẽ phải. Cơ quan chức năng lưu ý, khi các xe muốn ra quốc lộ 1 để về Mỹ Tho và Bến Tre mà đi nhầm vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì phải lưu thông suốt tuyến lên tới nút giao An Thái Trung mới ra được quốc lộ 1, vì hiện tại những đường rẽ xuống Cai Lậy, Cái Bè chưa được lưu thông. Trước đó, ngày 22 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, từ ngày 25 tháng 1, tức 23 tháng Chạp, đến ngày 10 tháng 2, tức mùng 10 Tết Nhâm Dần, ô tô được lưu thông hai chiều trên tuyến chính, lưu thông suốt tuyến từ Thân Cửu Nghĩa đến An Thái Trung, huyện Cái Bè, qua cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận với tốc độ tối đa là 80 km/h. Các loại phương tiện không được phép lưu thông vào đường cao tốc này gồm xe quá khổ, quá tải, xe chở container từ 20 feet trở lên, xe đầu kéo, kéo theo semi remote, xe chở vật liệu dễ cháy nổ như xăng dầu, ga, nhựa đường, người đi bộ, xe mô tô, xe thô sơ, xe gắn máy. Do đường nối từ đường cao tốc và đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chưa hoàn thành nên phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 chưa lưu thông vào đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được.